Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được, một thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử cũng đã xảy ra trong thời kỳ thống trị của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Và theo một số báo cáo đập ra mà tan vỡ, nguyên nhân một phần là do kế hoạch xây dựng sơ sài và tham nhũng. Hiện nguồn tin đang làm chấn động dư luận trên thế giới. Được biết, đập Tam Hiệp nằm giữa thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc và Bối Lăng, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, được xây dựng trên sông Trường Giang vào đầu những năm 2014. Nhưng công trình phòng chống lũ lụt và sản xuất điện này khi ngày hôm qua cơn bão đã tàn phá khu vực này với những trận mưa lớn nhất trong lịch sử. Lượng mưa trong cả năm đã đổ xuống chỉ trong vòng 24 giờ. Có người dân đã gào lên rằng trời sập đến nơi rồi. Một thảm họa đó đã gây ra cơn sóng khổng lồ trải rộng gần 10 km, cao từ 3 đến 7,5m lao đi với vận tốc khoảng 60 km/h, gây ra một thiệt hại từ 120 đến gần 300 người đã thiệt mạng trong vụ vỡ cống hồ chứa này. Tuy nhiên, con số chính thức mà chính quyền công bố là chỉ có 850 người chết. Mức độ thiệt hại của thảm họa này chỉ được tiết lộ chi tiết nhỏ. Hiện vẫn còn rất nhiều điều mà những người trong và ngoài nước Trung Quốc chưa biết đến thảm họa này. Trang Hin, một nhà thủy văn tham gia xây dựng đập Tam Hiệp cũng đã từng bày tỏ lo lắng về chính sách xây dựng đập của chính phủ. Ông đã đề nghị xây 30 cửa chống và thoát nước cho đập cho ra mê tan, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ trích vì quá thận trọng và dự án đã được thu nhỏ lại thành 22 cửa cống. Một công đoạn thứ tư và sau đó lại được thêm vào là xét duyệt nhiều dự án xây dựng của ông Tập thật ra vô cùng lãng phí và nhiều dự án phải bỏ dở nửa chừng. Có đến 200 trong số 500 hồ chứa lớn đang được xây dựng trong những năm ông Giang Trạch Dân lên nắm quyền và đều đã bị hủy bỏ sau đó vài năm. Nhiều công trình khác bị đổ vỡ trong cuộc đời Tập. Các nhà khảo sát Trung Quốc tiếp tục cho biết, trong nhiều năm, hồ chứa được xây dựng trong thời kỳ đại nhảy vọt và đã sụp đổ, tan tành trong một cơn bão, dẫn đến vụ vỡ đập liên hoàn. Gần như là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng che giấu số người chết trong thảm họa vỡ đập liên hoàn, mà thậm chí là cả vụ vỡ đập Bản Kiều giống như họ vẫn thường làm khi các kịch bản khác xảy ra. Theo David Paulo thuộc Đại học Hồng Kông, nếu nhìn vào báo chí của nhà nước Trung Quốc vào thời điểm này, có vẻ như chuyện này chưa bao giờ được xảy ra. Hơn nữa, theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền năm 1995, vụ vỡ đập Bản Kiều hay đập Tam Hiệp sụp đổ là một thảm họa quy mô lớn do con người gây ra, là kết quả của sự thiếu sót trong các chính sách kiểm soát dòng nước. Nhìn chung, sự thiếu sự minh bạch của chính phủ trong quá trình xây dựng đã góp phần gây ra những tình huống nhiều đập của Trung Quốc bị coi là không an toàn. Vụ vỡ đập liên hoàn mà gần như hoàn toàn không được báo cáo ngoài phạm vi lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Khi đập Tam Hiệp và các con đập khác được xây dựng, các vết nứt đã xuất hiện và chúng liên tục cần các kỹ sư của Liên Xô sửa chữa. Sau khi sửa chữa xong, chúng được gọi là DAC-SAC và là những con đập không thể bị phá vỡ. Trung Quốc có hơn 4.000 hồ chứa nguy hiểm và cùng nhiều hệ thống phòng chống quanh các con sông lớn, hầu hết được xây dựng từ những năm 1950 đến năm 1980. Theo báo cáo của Zibay, nhiều hệ thống từ thời Mao được làm từ đá và đất sét, chỉ có tuổi thọ 50 năm và đây cũng chính là vấn đề đang khiến giới lãnh đạo của Trung Quốc hiện nay đang đau đầu. Khi dịch bệnh vừa mới được kiểm soát, chính phủ Trung Quốc lại gồng mình hứng chịu hậu quả nặng nề do thiên tai, lũ lụt gây ra, nguy cơ vỡ đập liên hoàn. Chuyên gia cảnh báo người dân chuẩn bị sơ tán. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc Quang Luo cảnh báo cư dân ở vùng hạ lưu sông Dương Tử nên chuẩn bị sơ tán trước nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ. Trả lời phỏng vấn Radio France International, nhà thủy văn học của Trung Quốc, Quang Luo đã đặt câu hỏi về sự an toàn của đập Tam Hiệp khổng lồ, cảnh báo rằng nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ông Quang có quan điểm trái ngược với tuyên bố trấn an của truyền thông nhà nước. Ông Quang cho rằng đập Tam Hiệp không ổn định như nhiều người đã tin tưởng và diễn ra nhiều bất cập về tình trạng của đập Tam Hiệp hiện nay. Ông Luo cho rằng vấn đề nghiêm trọng hiện nay là các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt tiêu chuẩn được phát hiện trong quá trình xây dựng. Ông cảnh báo sự cố vỡ đập sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho các cá nhân cư trú ở hạ lưu sông Dương Tử, mà họ nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt. Đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang đang chịu sức ép rất lớn. Các trận mưa không ngừng cũng làm dấy lên lo ngại của công chúng Trung Quốc về nguy cơ bị vỡ của dự án thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc cho hay trong cuộc họp báo hôm vừa qua, chính Thứ trưởng Tài nguyên nước Trung Quốc Sa Jie Jian Chu cũng thừa nhận mực nước trên ít nhất có 148 con sông Trung Quốc đã dâng cao trên mức cảnh báo, chứng tỏ rằng khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chỉ có giới hạn. Chuyên gia Luo cũng chỉ trích chính phủ và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã từ chối thừa nhận mối nguy hiểm tiềm tàng của đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, tờ báo Toàn cầu đã nhanh chóng gạt bỏ những lo ngại của ông Wang Luo. Trong bài báo xuất bản hôm vừa qua,
Trích dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay. Theo lập luận của ông, mưa lớn ở hồ chứa đập Tam Hiệp mới chỉ chạm tới 147m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2m. Ông Quách cho rằng được thiết kế để đáp ứng mực nước lên tới 175m hoặc lượng nước vào 70.000 m³/giây. Do đó, với mực nước 147m và lượng nước vào 26.500 m³/giây, đập vẫn an toàn. Đập Tam Hiệp được Bắc Kinh ca ngợi là một trong những thành tựu kỹ thuật vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Đập Tam Hiệp này nằm chắn ngang sông Dương Tự ở Tam Đầu Đình, Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Tổ hợp bao gồm một đập dài hơn 2.300m, cao 185m và một hồ chứa nước khổng lồ được thiết kế để tạo ra điện năng và kiểm soát lũ. Đập Tam Hiệp được khởi công từ năm 1994 và vận hành hoàn toàn vào từ tháng 7 năm 2012. Đến nay, công trình vẫn giữ kỷ lục đập thủy điện lớn nhất thế giới với 34 tổ máy phát điện, cho phép đạt công suất tới 22.500mW với sản lượng điện năng năm 2018 đạt 100 tỷ kW. Từ năm 2011 đến nay, Trung Quốc đã chi hơn 600 tỷ nhân dân tệ để giải quyết các tác động lâu dài của con đập khổng lồ này đến môi trường và cư dân lân cận. Các bạn thân mến, nhiều ngày gần đây, Trung Quốc đang xảy ra nhiều động thái kỳ lạ, đến nhà khoa học hàng đầu của Trung Quốc cũng phải bó tay. Những hiện tượng kỳ lạ này đã khiến cho người dân của Trung Quốc và cả thế giới phải khiếp sợ. Khi nghe tin đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ, cá nhảy lên mặt đất, chim bay lên trời bỗng nhiên rớt xuống trúng đầu người dân. Những động thái này như đang báo hiệu ngày tàn của Trung Quốc, của đất nước này. Gần đây, một số nơi xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, cá đột nhiên nhảy lên mặt đất. Trong khi đó, nước là nơi giúp cho con cá này sống hàng ngày. Tuy nhiên, dường như dưới mặt nước có một thứ quái lạ, đáng sợ gì hay chăng mà cá lại nhảy lên bờ như vậy? Các cụ ngày xưa truyền tai nhau kể lại rằng, đây chính là dấu hiệu của một trận động đất kinh thiên động địa sắp xảy ra tại Trung Quốc. Theo các thông tin trên các trang mạng xã hội, các chuyên gia nói rằng đây có thể là sóng siêu âm. Sóng này được truyền từ mặt đất. Nghe sóng siêu âm nên các loại cá này cảm thấy sợ hãi khi ở dưới mặt nước. Có thể là một trận động đất lớn sắp xảy ra. Trong quá khứ cũng đã từng ghi nhận hiện tượng cá nhảy lên mặt đất và rồi vài tháng sau, một trận động đất mạnh 8,2 độ Richter đã xảy ra tại Indonesia, kèm theo đó là sóng thần và núi lửa, nên những lời các cụ kể lại là có căn cứ. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn đang thắc mắc rằng liệu điều này có ảnh hưởng và đe dọa đến đập Tam Hiệp hay không? Chưa có chuyên gia nào chứng minh về điều này. Thế nhưng, những loài cá sống dưới mặt nước nhưng nó lại nhảy lên giống như các cụ ngày xưa nói. Nó có thể cảm nhận và biết trước được sự việc sắp xảy ra. Theo như phóng viên của chúng tôi đã thu thập được một đoạn video cho thấy, những con cá này nhảy lên mặt đất, hàng ngàn con xuất hiện ở nhiều khu vực như Cát Lâm, khu danh lam thắng cảnh Linh Hồ, Thái Châu, Tuyết Giang. Sự xuất hiện của rất nhiều rơi trên bầu trời khiến cho người dân địa phương hoang mang, lo lắng không biết có phải sắp tới có một điều kỳ quái gì sắp xảy ra hay là một trận động đất chăng. Theo kinh nghiệm dân gian của người Hoa, các hiện tượng tự nhiên như thiên tai và thảm họa thường hay được dự báo trước bởi các hành vi bất thường của động vật. Lần này rơi xuất hiện theo đàn và một số người lo lắng rằng loài rơi đã cảm nhận được động đất hoặc các thảm họa khác sắp xảy ra. Một cư dân mạng có tài khoản Baidu Now có viết rằng rơi có thể cảm nhận được sóng âm từ 1.500 đến 50.0 Hz. Hệ thống định vị siêu âm của nó cực kỳ ưu việt, không chỉ có biên độ rộng mà nó còn có khả năng chống nhiễu mạnh, có thể gấp 200 lần so với khả năng nhận tín hiệu phản xạ của côn trùng trong quá trình bị nhiễu, do đó rơi sẽ di cư trước trận động đất. Điều này có liên quan đến cảm thụ sóng siêu âm của chúng. Thưa quý vị, mưa lớn ở Quảng Tây và Quảng Đông đã phá kỷ lục lượng mưa lớn nhất trên thế giới, vượt mức báo động xảy ra trên 10 con sông của 9 tỉnh, trong đó có 12 trạm tại 15 con sông Quảng Tây. Nhà cửa, mùa màng của người dân bị phá hủy nặng nề, nhiều làng, xã, thị trấn, thành phố, các tỉnh bị lụt nghiêm trọng, giao thông thì bị gián đoạn, và gần đây nhất là tại Trung Quốc liên tục xảy ra các thảm họa thiên nhiên, khiến cho người dân đại lục lo sợ và một số người giàu có điều kiện đã tìm mọi cách để sang nước ngoài định cư, vì họ tin rằng ngày hủy diệt của Trung Quốc sắp đến rồi. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Do bị ảnh hưởng bởi cơn bão, tuyến phà Thượng Hải bị đình chỉ và 300 người chết ở Chiết Giang đã được di chuyển đến nơi an toàn. Vào ngày hôm qua, sức gió tối đa gần tâm bão số 11 năm nay, Xuân Lan Nuo đã lên tới cấp 16. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão, nhiều danh lam thắng cảnh ở Thượng Hải đã phải đóng cửa. Nhiều tuyến phà bị đình chỉ hoạt động, một số tuyến tàu điện ngầm trên mặt đất và trên cao bị hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động.
hơn 300.000 người đã được di chuyển đến nơi an toàn và các lớp học bị đình chỉ ở nhiều nơi. Bị ảnh hưởng bởi Solanuo, giới hạn tốc độ tàu điện ngầm Thượng Hải, tuyến phà bị đình chỉ. Vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm qua, Đài quan sát khí tượng trung ương của đại lục đưa ra cảnh báo bão màu vàng, cho biết bão Solanuo đã mạnh lên thành siêu bão một lần nữa vào lúc 11 giờ sáng ngày hôm qua, và tâm của nó nằm ở đông nam cách đảo Chu Gia Giới, tỉnh Chiết Giang vào khoảng 5 giờ chiều. Trên khu vực phía nam biển Hoa Đông, dài 340 km, sức gió cực đại vùng gần tâm là 16, khoảng 52 m trên giây. Vòng gió giật cấp 10 có bán kính 120 đến 150 km và vòng gió cấp 12 có bán kính 30 km. Dự kiến Solanuo sẽ di chuyển về phía bắc với tốc độ từ 15 km đến 20 km một giờ, cường độ sẽ tăng dần, sẽ tiến dần đến bờ biển phía đông bắc của Chiết Giang. Nó sẽ đi theo hướng bắc trên vùng biển ngoài khơi Chiết Giang trên sáng ngày hôm nay và đến sáng ngày mai sẽ bắt đầu chuyển hướng đông bắc, trách về phía nam bán đảo Triều Tiên đến eo biển Triều Tiên. Cùng ngày, cảnh báo bão Thượng Hải được nâng cấp thành màu vàng, dự kiến sức gió giật cực đại trong đất liền Thượng Hải từ đêm qua đến ngày hôm nay và trong những ngày tới, từ 8 giờ sáng ngày hôm nay đến 8 giờ sáng ngày mai, eo biển Ba Si, biển Hoa Đông, phần trung và nam của Hoàng Hải, vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư, cửa sông Dương Tử, vịnh Hàng Châu, khu vực đông bắc Chiết Giang, Thượng Hải, Đông Giang Tô và ven biển sẽ có cấp 6 đến cấp 9. Gió mạnh, giật cấp 10, 11, trong đó hầu hết vùng biển Hoa Đông, Nam Hoàng Hải, vịnh Hàng Châu và vùng biển phía đông bắc Chiết Giang có gió giật cấp 10, 12, giật mạnh cấp 11, 13 và vùng biển gần tâm bão có gió giật cấp 13, 16. Vùng biển gần tâm bão có gió giật mạnh cấp 17, có nơi giật cấp 17 trở lên. Tờ The Paper đưa tin công ty phà Thượng Hải cho biết vào ngày hôm qua rằng sau khi các chuyến san song tuyến Đông Nen, tuyến Xiên Ninh, tuyến Di Đinh và tuyến Cao Linh bị đình chỉ hoạt động cùng ngày. Vào thời điểm đó, thẻ thu phí của tuyến A của tàu Đông 2 hướng về cảng Yan San đã bị cấm. Sen Trong Minh số 7 và các hàng ngang và hàng dài của xe buýt Trong Minh bị đình chỉ và tuyến hành khách Thượng Hải bị đình chỉ. Tin tức Metro Thượng Hải vào tối ngày hôm qua, phần mở rộng về phía đông của tuyến số 2 của ga công nghệ cao Yan Yang đến ga sân bay quốc tế Phố Đông, tuyến số 5, tuyến số 6, tuyến số 8, tuyến số 16, tuyến Pujang, tuyến Manlep, tất cả hoặc một số khu vực. Các đoạn có thể bị hạn chế tốc độ hoặc ngừng hoạt động. Shanghai Metro nói rằng họ đã hoàn thành bước vào trạng thái sẵn sàng trong phòng chống bão. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão, giờ làm việc của Thiên đường Kim Cương Thượng Hải đã được điều chỉnh và danh lam thắng cảnh Bihansa Thượng Hải, danh lam thắng cảnh làng trài Yinjansui Thượng Hải và vườn mục vụ San Giang tạm thời đóng cửa. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão, 300.000 người đã được di chuyển đến khắp các tỉnh Chiết Giang. Tỉnh Chiết Giang cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão Solanuo bắt đầu từ ngày hôm nay tại Ôn Châu, Tha Du, Ninh Ba và Yushan. Tất cả các trường tiểu học và trung học mẫu giáo và các cơ sở đào tạo ngoài trường sẽ tạm dừng các lớp học trong một ngày. Tất cả các trường cao đẳng và đại học tham khảo để thực hiện. Theo Cục Khí tượng Chiết Giang, từ đêm ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay, gió trên mặt biển dọc theo bờ biển Chiết Giang sẽ đạt cực đại và mưa lớn đã xảy ra ở Ninh Ba, các khu vực phía đông và bắc của Thiệu Hưng và phần phía bắc của Thai Du, khả năng xảy ra lũ quét ở thành phố siêu đảo Ninh Ba là rất cao, đã phát ra cảnh báo đỏ, cảnh báo sớm về bão, mưa bão, lốc xoáy và thảm họa địa chất đã được ban hành ở Chiết Giang. Tính đến 9 giờ 20 phút ngày hôm qua, Chiết Giang đã phát ra 108 tín hiệu cảnh báo sớm về thảm họa khí tượng. Tờ The Paper đưa tin vào tối ngày hôm qua, chỉ số phòng thủ tỉnh Chiết Giang báo cáo rằng tính đến 2 giờ chiều ngày hôm qua, Chiết Giang đã chuyển 312.177 người và tập trung 60.693 người. Còn tin tức Chiết Giang đưa tin rằng dự kiến sẽ có mưa vừa đến mưa to ở phía đông Chiết Giang vào ngày hôm nay, bao gồm mưa lớn ở các khu vực của tỉnh Ninh Ba, Yushan, Đông Thiệu Hưng, Bắc Thái Châu, Đông Kim Hoa và những nơi khác và một số mưa lớn. Ngày mai, trời nhiều mây, có mưa rào ở các vùng ven biển phía bắc Chiết Giang, có một số khu vực phía đông Ninh Ba và Chu Sơn có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Các hồ chứa lớn và vừa có nhiệm vụ chống lũ trên địa bàn tỉnh đều chưa vượt mực nước hạn lũ. Các trạm sông lớn đều ở dưới mực nước cảnh báo.
Đài quan sát khí tượng Chiết Giang dự báo từ ngày hôm nay đến ngày mai, sức gió trên biển hoạt động mạnh cấp 13 đến cấp 16, sức gió vùng biển lân cận nơi tâm bão đi qua đạt cấp 17 trở lên. Theo tin chính thức của Ninh Ba, Cục Giao thông Vận tải thành phố đã được thông báo rằng tính đến 6 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay, 4 tuyến đường quận trong thành phố đã bị gián đoạn và 9 tuyến hành khách đã bị đình chỉ. Thưa quý vị, hôm nay Quảng Châu hứng chịu một trận mưa lớn và 5 huyện và thành phố của Kila đã bị báo động đỏ về mưa bão. Thông tấn xã Trung Quốc Quảng Châu ngày hôm nay đưa tin Trang Guiyang và Đông Quang Trung. Bão Sulanuo tấn công Quảng Châu vào ngày mai và ở lại khu vực Quảng Châu trong 14 giờ, mang lại mưa lớn cho Quảng Châu. Thị trấn Hadu Hayao của thành phố đã nhận được lượng mưa 393,7mm trong 24 giờ và 5 quận thành phố của Quảng Châu đã được ban bố cảnh báo mưa bão màu đỏ. Cục khí tượng tỉnh Quảng Đông tổ chức họp báo ngày hôm nay cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu Sulanuo, lượng mưa bắt đầu xuất hiện ở Quảng Châu vào chiều ngày hôm qua, tốc độ di chuyển chậm lại vào lúc 22 giờ và ngày hôm nay nó di chuyển ra khỏi Huadu và đi vào thành phố Tam Thủy, Phật Sơn và ở lại Quảng Châu trong 14 giờ. Từ sáng ngày hôm qua tại Quảng Châu mưa lớn dần, đến 8 giờ ngày hôm nay đã có mưa rào, một số khu vực còn xảy ra mưa dông lớn. Theo giám sát của mạng lưới quan trắc khí tượng Quảng Châu, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay đã ghi nhận được những trận mưa lớn hơn 100mm tại 114 thị trấn và đường phố ở Quảng Châu. Và 11 thị trấn và đường phố được ghi nhận mưa nặng nề với lượng mưa từ 68,6mm đến trên 250mm. Cục khí tượng cho biết đợt mưa lớn ở Quảng Châu có đặc điểm là thời gian kéo dài, lượng mưa lớn và ảnh hưởng trên diện rộng. Nguyên nhân của trận mưa lớn chủ yếu là do Sulanuo ở Quảng Đông lâu và lưu lại Quảng Châu 14 giờ. Thứ hai là luồng không khí ấm và ẩm do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh và ở vĩ độ Trung Tây mang lại gió mạnh dẫn hướng không khí lạnh yếu từ phía Nam tương tác với nhau và nhóm mây mưa lớn duy trì trong thời gian dài dẫn đến quá trình mưa cực lớn này với thời gian kéo dài và lượng mưa tích lũy lớn. Các ghi nhận về khí tượng cho thấy từ 18 giờ ngày hôm qua đến 16 giờ ngày hôm nay, tổng cộng 5 quận huyện ở Quảng Châu đã phát tín hiệu cảnh báo đỏ với mức cảnh báo mưa lớn cao nhất và tín hiệu cảnh báo mưa bão. Khu đô thị Quảng Châu phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 3 giờ 57 phút sáng ngày hôm qua. Đây cũng là tín hiệu cảnh báo mưa bão đỏ thứ 3 được khu đô thị Quảng Châu phát đi. Quý vị thân mến, vào tối ngày hôm qua, một trận mưa đá xối xả đã ập đến thành phố Lan Châu và các khu vực lân cận như Yongchuan và Honggu. Trong một thời gian ngắn, nước tích tụ trong khu đô thị thành một dòng sông khiến các phương tiện và người đi bộ qua lại bị phong tỏa nghiêm trọng. Ô tô lướt đi, đâu đâu cũng thấy người đi bộ qua sông. Vào lúc 21 giờ 58 phút, đội cứu hỏa Lan Châu nhận được tin báo từ quần chúng cho biết hơn 100 công dân bị mắc kẹt tại làng Trang Chen, thị trấn Đông Cương, quận Cheng Quan, thành phố Lan Châu do lũ lụt gây ra bởi lượng mưa lớn. Trung tâm chỉ huy biệt đội Lan Châu lập tức điều động 4 phi đội, 10 phương tiện và 80 cán bộ chiến sĩ thuộc phi đội khu công nghệ cao, phi đội mật vụ số 1, hải đội Gong Xing Jun, hải đội Đông Cương đến hiện trường tiến hành cứu hộ lớn. Làng Trang Chen, thị trấn Đông Gang được xây dựng gần cầu vượt Đông Gang Tràng Trị. Trận mưa lũ bất ngờ đổ vào làng dọc theo con mương và nhấn chìm toàn bộ ngôi làng. Mực nước dâng cao tới 50cm và một lượng lớn phù sa tràn vào nhà dân. Dân làng không chuẩn bị kịp và bị bão núi vây hãm. Một số người lớn dìu nhau hoặc lội qua sông với người già và trẻ em trên lưng. Người già và trẻ em sống ở hạ lưu không thể tự cứu mình và bị mắc kẹt trong bùn sâu đến thắt lưng. Trận lũ đã làm 96 người trong 21 hộ bị mắc kẹt, diện tích ngập khoảng 1.500m², mực nước sâu 1.2m, phù sa sâu 60cm, tình hình hết sức nguy cấp. Đến 22 giờ 29 phút, cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đến hiện trường. Sau khi điều tra, người ta thấy rằng địa hình của làng Trang Chen ở thị trấn Đông Cương thấp và những trận mưa lũ từ núi tiếp tục tràn vào nhà của người dân và tình hình rất nguy cấp. Một mặt đội chữa cháy Gong Xing Jun đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ ứng cứu giúp dân làng nhanh chóng sơ tán khỏi hiện trường, di chuyển đến khu vực an toàn trên cầu, đồng thời cử người khơi thông rãnh thoát nước để thoát nước. Đến 23 giờ 34 phút, 76 người dân trong thôn đã được cán bộ chiến sĩ sơ tán đến khu vực an toàn trên cầu. Lượng nước tích tụ được xả ra ngoài với khối lượng lớn. Cùng lúc đó, có người bị kẹt ở phía nam cầu. Khi bộ đội đến đó thì phát hiện mực nước sâu khoảng 2m, cả phương tiện và người đều không thể qua lại.
sau khi chỉ huy hải đội báo cáo với Trung tâm Chỉ huy Cảnh sát Công an Cộng đồng và đội chỉ huy chuyên trách của biệt đội Lan Châu đã đến và đội chỉ huy đã huy động xe nâng để chặn trận lũ trên. Sau khoảng 6 giờ cứu hộ, các hộ dân ở phía nam cầu đã được di rời ra ngoài an toàn. Khoảng 23 giờ 30 phút, 18 chỉ huy và chiến đấu viên của phi đội Gong Sinh Jun đã đến hiện trường dưới sự chỉ huy của đại đội phó Lee Sinh Chi và giám đốc Chen Xiao Chun, mang theo áo phao và dây dẫn đường cá nhân vào sâu trong làng để ứng cứu. Thứ hai, tổ chức người vác xẻng để mở đường cứu nạn, lập các chốt quan sát phía trên khu vực xảy ra thảm họa, đặc biệt là những khu vực có mực nước sâu để quan sát nước chảy bất cứ lúc nào. Thứ ba, nạo vét đường ống và tìm cách thoát nước. Sau đó, cán bộ của hải đội nhanh chóng báo cáo tình hình về sở chỉ huy. Tổng tư lệnh Lý Phong yêu cầu cán bộ chiến sĩ hải đội chú trọng đảm bảo an toàn, tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong công tác cứu nạn, nỗ lực hết sức để tìm kiếm, cứu người bị mắc kẹt, nhanh chóng chuyển người bị mắc kẹt ra ngoài. Đồng thời, đội chỉ huy toàn thời gian của đội đã huy động lực lượng tiếp viện bằng xe chiếu sáng của hải đội Đông Cương ngay từ đầu. 22 giờ 45 phút, một chiếc xe chiếu sáng của hải đội Đông Cương được huy động đến hiện trường. Lúc 23 giờ 33 phút, 7 máy bay chiến đấu thuộc phi đội 1 của cơ quan mật vụ đã đến hiện trường. Do đường xá và nhà cửa ngập trong bùn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Các cán bộ chiến sĩ túm lấy sợi dây to đi trong bùn sâu ngang thắt lưng. Từng bước đến hiện trường thì phát hiện trong phòng có nhiều người bị mắc kẹt. Thời gian là cuộc sống. Hải đội trưởng Chu Huệ lập tức ra lệnh cho cán bộ chiến sĩ của hải đội 1 nhanh chóng tiến hành cứu nạn. Do nước bùn ngập đến ngang thắt lưng nên tất cả cán bộ chiến sĩ chỉ có thể từ từ tiếp cận những người mắc kẹt rồi chuyển từ người một. Theo tình hình tại chỗ, sở chỉ huy tại chỗ ngay lập tức triển khai và phát lệnh chiến đấu. Đầu tiên, máy xúc được gọi đến để đào và chuyển hướng hai bên làng Vạn Lý Trường Thành bị lũ bao vây. Dùng dây an toàn kéo nhau và các hộ gia đình bị thiên tai, giải cứu người già và trẻ em bị mắc kẹt bằng cách bế ẵm và hướng dẫn những người bị mắc kẹt khác nhanh chóng chuyển đến khu vực an toàn. Sau 4 giờ giải cứu, tổng cộng 96 người mắc kẹt đã được chuyển đi và giải cứu lúc 1 giờ 55 phút rạng sáng, không có thương vong. Sau thảm họa, kỹ sư cấp cao Ma Ching Feng, chỉ huy trưởng sở chỉ huy quân đoàn Li Feng, giám đốc bộ phận phòng cháy của trụ sở quân đoàn Lan Châu và Chen Jun, trưởng bộ phận quản lý của bộ chỉ huy, tức tốc đến hiện trường chỉ đạo cứu nạn. Hiện những người thoát nạn đã được chuyển đến nhà nghỉ gần đó và đã được bố trí tái định cư đàng hoàng. Tin tức từ báo cho biết, tối ngày hôm qua, một trận lốc xoáy trên núi kéo dài hàng nghìn km khiến con đường dài gần 30 mét phía trước số 68 phố Phu Lâm Ping Bắc trên đường Lan San bị lũ cuốn trôi. Sau khi vụ việc xảy ra, đường Phu Lâm Ping và các cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang được điều động ngay để thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo một nửa đoạn đường được thông xe. Theo một chủ cửa hàng có mặt tại hiện trường, khi cơn mưa lớn ập đến, tôi đang dọn hàng trong cửa hàng thì một lúc sau sấm chớp kinh hoàng rồi cả lũ ập đến. Thấy nước có dâng lên trước cửa hàng, cửa bất ngờ bị nước lũ cuốn tràn vào, không kịp tiêu thoát nước lũ. Một lúc sau, đoạn đường dài hơn 30 mét bị lũ tràn, ngập trong nước lũ sâu hơn 2 mét, trời đổ mưa to thì tôi không dám ngủ. Trung Quốc đã nâng mức ứng phó với siêu bão Hinnamor lên cấp 3 và mức ứng phó khẩn cấp thảm họa biển lên cấp 2 sau khi đưa ra dự báo cơn bão này có thể sẽ mạnh trở lại khi đổ bộ vào Trung Quốc. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, tâm bão Hinnamor, cơn bão số 11 tấn công vào nước này trong năm nay, đã nằm trên khu vực đông nam biển Hoa Đông, cách đảo Chu Gia Tiêm, tỉnh Chiết Giang, tỉnh miền đông Trung Quốc, khoảng 540 km về phía đông vào lúc 5 giờ sáng nay giờ địa phương. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 15, khoảng 48 m trên giây. Dự báo, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, cường độ mạnh dần lên với sức gió tối đa có thể đạt cấp siêu bão, cấp 16, từ 52-55 m trên giây và tiến dần vào vùng biển ven bờ phía đông bắc Chiết Giang. Từ đêm ngày hôm nay đến sáng ngày mai, bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc trên vùng biển gần Chiết Giang. Đến sáng ngày mai bắt đầu di chuyển theo hướng Đông Bắc và đi về phía Nam bán đảo Triều Tiên và eo biển Triều Tiên.
trước dự báo siêu bão Hinnamon lớn nhất trong năm mạnh trở lại khi tấn công Trung Quốc, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên nước này đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với thảm họa biển lên cấp 2 và mức cảnh báo sóng biển gần bờ lên màu cam, tức chỉ sau báo động đỏ, do vùng biển gần bờ tỉnh Chiết Giang và thành phố Thượng Hải có thể có sóng lớn dẫn đến sóng dữ. Chiều qua, Bộ Giao thông Trung Quốc cũng đã phải nâng mức ứng phó với siêu bão Hinnamon từ cấp 4 lên cấp 3 do ảnh hưởng của bão. Thượng Hải sẽ tạm ngừng chiếu sáng cảnh quan vào tối ngày 4 tháng 9 trên toàn thành phố và đóng cửa một số công viên. Cũng trong chiều ngày hôm qua, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải nhóm họp nhằm bố trí và đưa ra các biện pháp cụ thể tăng cường phòng chống bão lũ. Trước đó, siêu bão Hinnamon đã tấn công Nhật Bản, buộc chính quyền địa phương phải ra lệnh sơ tán người dân và nhiều hãng hàng không phải hủy chuyến. Đây được dự báo là siêu bão đầu tiên của mùa bão năm nay và cũng là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu năm trên thế giới. 10 tỉnh miền Nam Trung Quốc cảnh báo lũ lụt. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn thời gian qua, 10 tỉnh miền Nam Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt và các thảm họa địa chất. Hôm qua, nước này đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ từ cấp 4 lên cấp 3. Một số địa phương ở Quảng Tây hôm nay đã phải tiếp tục phát đi báo động đỏ về mưa lớn. Thời gian qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước một số con sông ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc đã vượt mức báo động. 10 tỉnh thành như Phúc Kiến, Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Quảng Tây đã xảy ra lũ lụt và các thảm họa địa chất với nhiều mức độ khác nhau. Trong cuộc họp mới đây, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống lũ lụt hạn hán Trung Quốc đã yêu cầu các địa phương nước này tăng cường giám sát và cảnh báo sớm, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, kích hoạt kịp thời cơ chế ứng phó khẩn cấp và sớm có các biện pháp phòng tránh lũ lụt và thảm họa địa chất. Cơ quan này cũng đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ từ cấp 4 lên cấp 3 vào lúc 13 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương, đồng thời cử 4 nhóm chuyên gia tiếp tục hỗ trợ và chỉ đạo công tác kiểm soát lũ ở Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây và Quý Châu. Sáng ngày hôm qua, Đài khí tượng khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cũng đã phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng, mức cảnh báo thứ 3 trong 4 cấp và nâng mức độ ứng phó thiên tai khí tượng nghiêm trọng từ cấp 4 lên cấp 2. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, ngày hôm nay và ngày mai, các khu vực phía Nam, Đông Bắc, Nội Mông của nước này sẽ có mưa to đến rất to, một số nơi xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Trước đó vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày nay giờ địa phương, chuyến tàu cao tốc mang số hiệu D2819 chạy từ thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc với thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này đã bị chật bánh sau khi đâm vào chướng ngại vật rơi trên đường ray do một trận lở đất khiến lái tàu tử vong, một tiếp viên và 17 hành khách bị thương. Động đất 6,8 độ Richter ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, 17 người thiệt mạng. Trưa nay, một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã xảy ra ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc. Đến nay, động đất đã khiến 17 người thiệt mạng. 4 tỉnh thành gần đó đều cảm nhận được độ rung lắc, trong khi gần tâm chấn có khá nhiều điểm du lịch. Theo thông tin của mạng lưới động đất quốc gia Trung Quốc, một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lô Định, Châu Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 12 giờ 52 phút ngày hôm nay theo giờ địa phương với độ sâu chấn tiêu 18 km. Sau đó không lâu đã có ít nhất 4 trận dư chấn mạnh trên 3 độ trở lên cũng liên tiếp xảy ra tại đây. Theo truyền thông địa phương, gần tâm chấn có khá nhiều điểm du lịch như các khu rừng, núi và lạch nước. Chuyên gia cho rằng khó có khả năng xảy ra động đất lớn hơn tại khu vực này trong tương lai gần, nhưng dư chấn vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trong thời gian tới. Trong cuộc họp báo tổ chức chiều cùng ngày, chính quyền Châu Tự trị Dân tộc Tạng Cam Tư cho biết đã có 17 người được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất. Địa phương này cũng đã cử 538 nhân viên cứu hộ, gồm cảnh sát vũ trang, phòng cháy chữa cháy, y tế, điện lực, thông tin liên lạc và giao thông tiến hành công tác cứu hộ. Theo đánh giá ban đầu, trận động đất này có phạm vi rộng, cường độ mạnh. Ngoài tập trung chính ở tỉnh Tứ Xuyên, các tỉnh thành lân cận như Trùng Khánh, Vân Nam, Thiểm Tây và Quý Châu cũng có báo cáo cảm nhận được độ rung lắc của động đất. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã ngay lập tức kích hoạt ứng phó khẩn cấp động đất cấp quốc gia cấp độ 3 và ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp quốc gia cấp độ 4.
Riêng tỉnh Tứ Xuyên kích hoạt ứng phó khẩn cấp động đất cấp độ 2, thành lập ban chỉ huy khẩn cấp và tổ chức họp khẩn nhằm triển khai công tác ứng phó khắc phục thiên tai. Hơn 56 triệu nhân dân tệ, hơn 7,4 triệu đô la Mỹ đã được chính quyền tỉnh này hỗ trợ khẩn cấp cho Châu Cam Tư khắc phục hậu quả động đất và cứu trợ thiên tai. Sau khi động đất xảy ra, Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên Vương Hiểu Hy đã yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng tổ chức lực lượng, tranh thủ từng giây từng phút làm tốt công tác cứu trợ động đất, kiểm tra tình hình thiệt hại vùng tâm chấn và ổn định đời sống người dân vùng thiên tai. Cũng trong cùng ngày, hai trận động đất 6,1 độ Richter nữa cũng đã xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hôm nay, trận động đất này đã khiến 11 người thiệt mạng, 9 người bị thương. Chiều nay, tại địa bàn huyện Lô Sơn và Bà Hương thuộc thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã liên tiếp xảy ra các trận động đất có cường độ 6,1 và 4,5 độ Richter. Theo thông tin chính thức của mạng lưới động đất quốc gia Trung Quốc, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lô Sơn, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 17 giờ 08 phút chiều ngày hôm nay theo giờ địa phương, với độ sâu của chấn tiêu là 19 km. Chỉ vài phút sau, vào lúc 17 giờ 13 phút, một trận động đất khác có cường độ 4,5 độ Richter với độ sâu 18 km cũng đã xảy ra tại huyện Bảo Hưng thuộc thành phố này. Đến nay, trận động đất đã khiến 11 người thiệt mạng, 9 người bị thương. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tứ Xuyên cũng đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ huy ứng phó khẩn cấp và kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp độ 2. Ban Chỉ huy tiền phương và các đội cứu hộ khẩn cấp cũng đã lên đường đến hiện trường. Ngay sau đó, Văn phòng Ban Chỉ huy cứu trợ động đất thiên tai của Quốc vụ viện và Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã ngay lập tức kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 về động đất quốc gia. Theo cư dân mạng Trung Quốc, nhiều địa phương gần nơi xảy ra các trận động đất như các thành phố Thành Đô, Lạc Sơn, Mi Sơn ở tỉnh Tứ Xuyên, hai thành phố trực thuộc Trung ương Trùng Khánh và một phần thủ phủ Tây An của tỉnh Thiểm Tây đều cảm nhận rõ rệt độ rung lắc gây hoảng loạn cho người dân địa phương. Theo các phân tích dữ liệu lớn về dân số trong phạm vi 24 km tính từ tâm chấn, trận động đất 6,1 độ Richter có khoảng 75.000 người và trong phạm vi 55 km là khoảng 1,24 triệu người. Trong khi đó, theo truyền thông Trung Quốc, huyện Lô Sơn có khoảng 145.000 dân tính đến năm 2022. Theo danh mục báo cáo nhanh của mạng lưới động đất Trung Quốc, trong phạm vi 220 km tính từ tâm chấn của vụ động đất 6,1 độ Richter đã xảy ra tổng cộng 133 trận động đất có cường độ từ trên 3 độ Richter trở lên trong vòng 8 năm qua và trận động đất lần này là mạnh nhất. Trước đó, một trận động đất có cường độ 6 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lô, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc. Theo kết quả đo đạc chính thức vừa được mạng lưới địa chấn Trung Quốc công bố, một trận động đất 6 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lô, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 4 giờ 33 phút sáng nay theo giờ địa phương, với tâm chấn nằm ở độ sâu 12 km. Ngay sau đó, vào lúc 4 giờ 55 phút, một trận động đất khác mạnh 2,9 độ Richter cũng đã xảy ra tại huyện này với độ sâu tâm chấn là 17 km. Người ta có thể cảm nhận rõ trận động đất ở thành phố Lô Châu. Nhiều người dân địa phương ở đây đã bị đánh thức và phải chạy ra ngoài đường. Học sinh nội trú tại các trường đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Đã có ít nhất 12 người thiệt mạng, 54 người bị thương, trong đó có 13 người bị thương nặng. Hàng chục ngôi nhà bị sập đổ hoặc hư hỏng. Thành phố Lô Châu đã ngay lập tức phải kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ 1, tức mức cao nhất. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng đã phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp động đất cấp độ 3 và cử một nhóm công tác đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu trợ động đất. Hơn 3.000 nhân viên cứu hộ đã được cử tới hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm những người còn sống sót và triển khai công tác cứu trợ thiên tai. Trận động đất cách Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên gần 220 km và thành phố Trùng Khánh chỉ 118 km nên có thể cảm nhận rõ rệt độ rung lắc. Theo số liệu thống kê, trong vòng 220 km tính từ tâm chấn đã xảy ra tổng cộng 272 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên trong vòng 8 năm qua. Một trận động đất có cường độ 6 độ Richter từng xảy ra ở thành phố Nghi Tân cách tâm chấn lần này 100 km. Tỉnh Tứ Xuyên là địa phương thường xảy ra động đất ở Trung Quốc. Khoảng 75.000 người đã thiệt mạng trong một trận động đất kinh hoàng với cường độ 8 độ Richter xảy ra ở huyện Vân Xuyên thuộc tỉnh này. Cũng trong cùng thời điểm, một trận động đất khiến 8 người chết ở Trung Quốc là dư chấn động đất năm 2013. Tính đến nay, động đất kép tại thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 28 người thương vong. Trong đó, trận động đất mạnh 6,1 độ Richter được xác định là dư chấn của một trận động đất từ năm 2013.
Tính đến tối ngày thứ hai, hai trận động đất có cường độ 6,1 độ và 4,5 độ xảy ra tại thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Tất cả số người chết và bị thương đều ở huyện Bảo Hưng, nơi xảy ra động đất 4,5 độ Richter. Theo thông tin từ cuộc họp báo tổ chức tối cùng ngày, Cục Địa chấn tỉnh Tứ Xuyên dẫn phân tích của các chuyên gia cho biết trận động đất 6,1 độ Richter là dư chấn của trận động đất 7 độ xảy ra ngày 20 tháng 4 năm 2013. Hai trận động đất này cách nhau 9 km. Trước đó, theo thông tin từ mạng lưới động đất quốc gia Trung Quốc, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lô Sơn, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 17 giờ chiều theo giờ địa phương với độ sâu chấn tiêu 17 km. Sau đó 3 phút, một trận động đất khác có cường độ 4,5 độ Richter ở độ sâu 18 km cũng xảy ra tại huyện Bảo Hưng thuộc thành phố này. Các nhà chức trách thành phố Nhã An đã điều động hơn 4.500 người đến khu vực động đất, gồm các nhân viên cứu hộ, lính cứu hỏa và quân đội. Theo thống kê sơ bộ, có 196 sự cố địa chất tiềm ẩn trong vòng 20 km tính từ tâm chấn. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó cấp độ 3 về phòng chống thiên tai địa chất và cử đoàn chuyên gia đến khu vực động đất. Các chuyên gia nước này cho biết đây là trận động đất có cường độ lớn nhất trong 9 năm qua tại khu vực này, đồng thời dự báo những trận động đất lớn hơn khó có khả năng xảy ra tại trong những ngày gần đây. Tỉnh Tứ Xuyên là khu vực dễ xảy ra động đất ở Trung Quốc. Năm 2008, một trận động đất mạnh 8 độ xảy ra tại huyện Vân Xuyên của tỉnh này đã gây ra thiệt hại lớn về người và của, cướp đi sinh mạng của hơn 69.000 người. Lũ lụt lở đất và cơn bão tồi tệ nhất trong 30 năm đã khiến ít nhất 116 người chết và hơn 1.500 người mất tích, người dân và quan chức địa phương cho biết hôm thứ Năm vừa qua. Theo Reuters, một quan chức cho biết sông Uehe, phụ lưu lớn nhất của sông Hoàng Hà đã bị vỡ đê ở nhiều điểm. Mưa lớn trong tuần qua đã khiến 210.000 người phải sơ tán đến vùng đất cao hơn, nhưng lũ lụt và lở đất đã khiến 138 người thiệt mạng và 84 người mất tích. Các quan chức lũ lụt nói với Reuters qua điện thoại, sông Wei hiện đang ở mức cao nhất và 84 người mất tích có rất ít hy vọng sống sót. Theo Tân Hoa Xã, bão số 10 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, khiến 138 người thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương. Thâm Quyến, Huệ Châu, Sơn Vĩ và Sán Đầu ở phía đông Quảng Đông là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Truyền thông địa phương và các nạn nhân của cơn bão cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của người dân trong cơn bão là do nhà cửa đã xuống cấp nghiêm trọng và xây dựng bị cắt góc, không thể chịu được mưa gió lớn. Nhiều người thiệt mạng trong trận bão là công nhân nhập cư sống trong những ngôi nhà tạm bợ. Cơn bão số 10 này là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất cho đồng bằng sông Châu Giang ở Quảng Đông kể từ trước đến nay. Cơn bão đã đổ bộ vào Quảng Đông vào đêm thứ Năm. Mặc dù cơn bão đã di chuyển đến nơi khác, nhưng đuôi bão có sức tàn phá khủng khiếp. Đài truyền hình địa phương cho biết khoảng 50% cây cối ven biển nơi cơn bão đi qua đã bị bật gốc. Tân Hoa Xã cũng cho biết thiệt hại kinh tế trực tiếp từ cơn bão số 10 ước tính khoảng 4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 48,4 triệu đô la Mỹ. 48 người bị thương vì động đất ở Vân Nam Trung Quốc. Thưa quý vị, một trận động đất vừa xảy ra chiều nay tại thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam Trung Quốc khiến ít nhất 47 người bị thương. Trận động đất đã xảy ra vào lúc 15 giờ 02 phút theo giờ địa phương ở huyện tự trị dân tộc Jinilang thuộc Lệ Giang, thành phố du lịch nổi tiếng của tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Với cường độ 6,5 độ Richter, trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km và gây ra rung lắc mạnh. Tính đến 17 giờ 44 phút cùng ngày theo giờ địa phương, theo báo cáo từ cơ quan địa chấn địa phương, 47 người đã bị thương trong trận động đất. Theo truyền thông Trung Quốc, trong vòng 4 km tính từ tâm chấn có 14 thôn làng và khoảng 95.000 người sinh sống trong phạm vi 50 km. Tâm chấn của trận động đất cách thành phố du lịch Shangri-La 84 km, cách thành cổ Lệ Giang 100 km và cách Côn Minh thủ phủ tỉnh Vân Nam 375 km. Sau khi trận động đất xảy ra, Cục Địa chấn Vân Nam đã nhanh chóng kích hoạt và thực hiện công tác ứng phó xử lý khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ khoảng 120 người cùng các loại xe, thiết bị chuyên dụng và chó nghiệp vụ đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường để tìm kiếm và cứu trợ người bị nạn. Cũng trong cùng ngày, một trận động đất 5,5 độ Richter, Giang Tô, Trung Quốc phải sơ tán khẩn cấp học sinh. Chiều qua, theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter xảy ra trên vùng biển huyện Đại Phong, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, khiến nhiều trường học phải sơ tán khẩn cấp, học sinh tránh nguy hiểm.
Theo thông báo chính thức của mạng lưới cảnh báo động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra vào lúc 14 giờ 54 phút trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Giang Tô, 33,7 độ vĩ Bắc, 121,2 độ kinh Đông, có tâm chấn nằm ở độ sâu 17 km. Vào thời điểm xảy ra trận động đất cũng là thời điểm học sinh đang học tại các trường học trong tỉnh Giang Tô. Các trường học nhanh chóng tổ chức cho học sinh sơ tán đến những khu vực rộng rãi an toàn tránh nguy cơ xảy ra sau trận động đất. Cơ quan quản lý động đất Giang Tô ngay lập tức kích hoạt ứng phó khẩn cấp động đất cấp 3 và thành lập trụ sở khẩn cấp thực hiện điều tra thảm họa, giám sát di động và thực hiện công tác khoa học. Theo thống kê sơ bộ, trận động đất ảnh hưởng hầu hết các khu vực tại tỉnh Giang Tô, trong đó mạnh nhất là khu vực thành phố Diêm Thành và Nam Thông. Một số khu vực ven biển ở các tỉnh, thành phố lân cận như Thượng Hải, Sơn Đông, Chiết Giang cũng cảm nhận được trận động đất. Theo truyền thông Trung Quốc, hiện vẫn chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại do động đất gây ra. Hoạt động sản xuất và đời sống xã hội của người dân các khu vực lân cận vẫn diễn ra bình thường. Lũ lụt tại Trung Quốc khiến 5-6 người thiệt mạng. Quý vị thân mến, vừa qua một trận lũ quét nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Đại Thông, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải vào đêm thứ sáu vừa qua đã khiến 56 người thiệt mạng và 76 người mất tích. Đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Theo truyền thông Trung Quốc, một trận mưa lớn xảy ra tại huyện Đại Thông, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải vừa qua đã gây ra lũ quét, sạt lở đất và dịch chuyển dòng sông. Hơn 2.500 hộ gia đình với 7.545 nhân khẩu thuộc 8 thôn của 3 thị trấn của huyện này bị ảnh hưởng. Tính đến 12 giờ trưa nay, bộ phận cứu hộ đã cứu được 22 người, tuy nhiên đã có 56 nạn nhân tử vong và 76 người hiện vẫn đang mất tích. Sau khi thảm họa xảy ra, tỉnh Thanh Hải đã khởi động cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp 2 đối với các thảm họa bất ngờ của tỉnh, thành lập tổ công tác tổ chức thực hiện công tác cứu trợ, tìm kiếm người mất tích, ổn định chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng, loại bỏ những nguy cơ tiềm tàng, sửa chữa đường xá, thông tin và công trình điện. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp 3 quốc gia đối với thảm họa lũ quét ở huyện Đại Thông, hỗ trợ chính quyền địa phương làm tốt công tác cứu trợ thiên tai cũng như cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng. Hiện tại, tỉnh Thanh Hải đã thành lập một bộ phận chỉ huy tiền phương tổ chức cho các lực lượng cảnh sát vũ trang, an ninh, ứng phó khẩn cấp, y tế và cán bộ các thôn với hơn 2.300 người và 160 địa phương thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, đồng thời huy động người dân xung quanh tham gia công tác cứu nạn. Nhóm công tác của Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã đến các tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông trong ngày để kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ ở lưu vực sông Châu Giang. Theo truyền thông Trung Quốc, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ lụt đã xảy ra ở sông Tây Giang, Bắc Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang và lưu vực này một lần nữa phải hứng chịu một trận lũ lớn kinh hoàng. Theo dự báo thời tiết, mưa rơi liên tục ở lưu vực sông Châu Giang từ hôm qua đến hôm nay sẽ gây áp lực cho công tác phòng chống lũ lụt trên các sông ngòi, phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn các hồ chứa và ứng phó ngập úng đô thị. Tình hình phòng chống lũ ở lưu vực sông Châu Giang rất phức tạp. Theo đề nghị của cơ quan chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán tỉnh Quảng Tây, trên cơ sở vật chất cứu trợ thiên tai đã được phân bổ trong giai đoạn đầu, Văn phòng Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia, Bộ Quản lý ứng cứu khẩn cấp sẽ cùng Cục Dự trữ vật tư và lương thực quốc gia Trung Quốc tiếp tục điều động khẩn cấp 200 thiết bị cứu sinh, 139 bộ máy bơm thoát nước khẩn cấp lưu lượng lớn, trạm bơm di động và thiết bị chiếu sáng để hỗ trợ tỉnh này thực hiện chống lũ và công tác cứu hộ khẩn cấp. Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã cử 4 nhóm công tác và nhóm chuyên gia hỗ trợ các khu vực trong công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Giang Tây. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia và Bộ Quản lý ứng cứu khẩn cấp của Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến đặc biệt với Cơ quan Khí tượng, Bộ Thủy lợi và Bộ Tài nguyên Thiên nhiên về công tác phòng chống lũ lụt. Cuộc họp đã phân tích, dự đoán tình hình thiên tai và xu hướng phát triển, đồng thời điều động và triển khai công tác phòng chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai ở lưu vực sông Châu Giang cũng như khu vực trung và hạ lưu của sông Trường Giang. Số liệu thống kê của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho thấy 75 con sông ở hàng loạt các tỉnh phía Nam nước này có mực nước lũ vượt mức báo động với mức cao nhất lên đến 6,39 m. Trong ngày hôm qua, các tỉnh như Chiết Giang, Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Bắc đã liên tục phát đi cảnh báo màu đỏ về mưa lớn. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ quét lên màu đỏ từ 20 giờ ngày hôm qua đến 20 giờ ngày hôm nay. Đây là cảnh báo lũ quét mức cao nhất đầu tiên được phát đi trong năm nay ở Trung Quốc.
động đất mạnh rung chuyển cả đảo Đài Loan, Trung Quốc. Thưa quý vị, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter vừa xảy ra tại đảo Đài Loan của Trung Quốc khiến nhiều thành phố ven biển của nước này cũng cảm nhận rõ rệt cảm giác rung lắc mạnh. Theo dữ liệu chính thức đo được của mạng lưới điện chấn Trung Quốc đại lục vừa công bố, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra tại huyện Nghi Lan, Đài Loan, vị trí tại 24,55 độ vĩ Bắc, 121,8 độ kinh Đông vào lúc 13 giờ 11 phút theo giờ địa phương ngày hôm nay ở độ sâu 40 km. Tâm chấn chỉ cách trung tâm thành phố Đài Bắc 51 km và gây ra chấn động mạnh lên khắp đảo Đài Loan, đồng thời gây rung chuyển ở cả các thành phố ven biển của Trung Quốc đại lục như Hạ Môn, Phúc Châu, Tuyền Châu và Thủ Điền ở tỉnh Phúc Kiến hay Hàng Châu, Ôn Châu ở tỉnh Chiết Giang. Theo nhận định, dựa trên phân tích tham số sơ bộ của trận động đất, Trung tâm Cảnh báo Sóng Thần của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho rằng trận động đất này sẽ không gây ra sóng thần. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Đài Loan cho hay động đất mạnh tới 7,1 độ Richter. Tâm chấn nằm ở độ sâu 56,8 km. Sau đó, chỉ khoảng 1 phút, một trận động đất 6,4 độ Richter cũng đã xảy ra tại khu vực này. Theo ông Trần Quốc Sương, phụ trách trung tâm dự báo địa chấn của cơ quan này, đây là trận động đất lớn nhất kể từ năm 1973 đến nay ở khu vực huyện Nghi Lan. Ông cũng cho biết, không loại trừ vẫn còn những trận dư chấn trên 5 độ xảy ra tại đây trong vòng những ngày tới. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người và của, song các chuyến tàu điện ngầm và tàu cao tốc tại đây đã phải tạm ngừng hoạt động. Hôm qua, chính quyền xác nhận hơn 250 người đã thiệt mạng và hơn 60 người mất tích do mưa lũ ở miền Bắc và miền Trung Trung Quốc. Hàng trăm nghìn người phải di tản. Theo Tân Hoa Xã, mưa lũ và lở đất đã tàn phá dữ dội hai tỉnh Hà Bắc và Hà Nam. Ít nhất 174 người đã thiệt mạng tại Hà Bắc, 140 người khác mất tích và 73.000 ngôi nhà bị phá hủy. Chỉ riêng tại thị trấn Hình Đài ở Hà Bắc, ít nhất 45 người chết. Người dân Hình Đài đã mở cuộc biểu tình phản đối chính quyền vì không cảnh báo kịp thời về tình trạng mưa lũ nguy hiểm. Nguồn tin báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, nhà chức trách Trung Quốc đã triển khai cảnh sát tới đây để chặn cuộc biểu tình. Ở Hà Nam có 35 người chết và 92.000 người phải đi di tản. Cuộc sống của hàng triệu người đã bị đảo lộn vì mưa lũ, điện mất trên diện rộng, hệ thống viễn thông và giao thông cũng bị tê liệt ở nhiều nơi. Chính quyền Bắc Kinh cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho các vùng bị mưa lũ tấn công. Ước tính hơn 1,9 triệu hectare hoa màu ở Trung Quốc đã bị phá hủy trong mùa mưa năm nay. Tổng thiệt hại kinh tế lên đến hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Lở đất ở Trung Quốc chôn vùi 65 công nhân. Thưa quý vị, vụ lở đất tại công trường xây dựng ở Đông Nam Trung Quốc sáng nay đã khiến 65 công nhân bị chôn vùi dưới lớp đất đá. 15 công nhân sau đó được cứu sống. Sự việc xảy ra vào lúc 5 giờ sáng qua tại công trường xây dựng của dự án thủy điện tại huyện Thái Ninh, thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến. Các cơn mưa nặng hạt được cho là một trong những nguyên nhân dẫn tới lở đất, theo Tân Hoa Xã đưa tin. Đá và bùn với khối lượng 150.000 mét khối chôn vùi hai tòa nhà và khu vực nhà tạm của các công nhân. 15 trong số 65 công nhân đã được cứu sống khỏi đống đổ nát. Lực lượng cứu hỏa cảnh sát đang giáo giết dọn dẹp đống đất, đá để tìm kiếm những người bị vùi lấp. Hơn 1.400 nhân viên cùng 5 máy xúc lớn đã khẩn trương dọn dẹp các tuyến đường sắt bị bùn, đá sạt lở và che lấp. Mưa nặng hạt đã ảnh hưởng cả vùng Nam Trung Quốc từ giữa tuần, gây lũ lụt và lở đất. Mưa lũ ngày hôm qua đã khiến hơn 1.600 người ở Quảng Tây phải sơ tán, gây sạt lở đường làm 21 người chết và 11 người mất tích. Ngày hôm qua, một trận lở đất sau mưa lớn tại khu công nghiệp Liu Xiu phía tây bắc thành phố Thâm Quyến làm chôn vùi 32 tòa nhà và hàng trăm người mất tích. Sự việc cảnh báo tốc độ xây dựng nhanh chóng ở Trung Quốc tạo ra nhiều vấn đề liên quan tới xả chất thải, xây dựng ra môi trường. 127 người thiệt mạng trong mưa lũ kinh hoàng ở Trung Quốc. Quý vị thân mến, những trận mưa lớn kéo dài ở Trung Quốc trong những ngày qua là 127 người thiệt mạng và buộc hơn 2.000 người phải rời bỏ nhà cửa tới nơi trú ẩn. Vừa qua, Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Bộ Dân Chính cho biết ít nhất 102 người thiệt mạng và 88 người khác mất tích ở miền Bắc tỉnh Hà Bắc sau lũ quét và lở đất. Trong khi đó, 25 người chết và 18 người mất tích vì mưa bão và gió mạnh ở miền Trung của tỉnh này. Thiên tai liên tiếp buộc hơn 175.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, khoảng 21.000 căn nhà bị phá hủy. Theo thống kê chính thức, khoảng 1.026 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở tỉnh Hà Bắc, hơn 1,9 triệu hectare đất nông nghiệp bị tàn phá, gây thiệt hại khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã thông báo sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho các khu vực bị thiệt hại. Trước những diễn biến của mưa lũ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khuyến cáo người dân chuẩn bị các phương án đối phó và khắc phục hậu quả của thiên tai. Ông Tập cũng cảnh báo các quan chức cần chú trọng thực hiện nhiệm vụ, những người lơ là sẽ bị phạt nặng.
Trong khi đó, quân đội cũng đã được huy động nhằm khắc phục hậu quả thiên tai. Chỉ tính riêng mùa hè năm 2022, mưa lũ đã làm hơn 350 người thiệt mạng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, thiên tai vừa trút xuống Hà Bắc là một trong những trận mưa lũ kinh hoàng nhất ở miền Bắc Trung Quốc trong những năm gần đây. Nhiều chuyến bay bị hủy do tác động của đợt mưa lũ kỷ lục. Sập mỏ thạch cao ở Trung Quốc, hàng chục người bị chôn vùi. Thưa quý vị, vừa qua có ít nhất 35 trong số 39 người làm việc trong mỏ thạch cao ở huyện Ping Yi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bị mắc kẹt dưới lòng đất khi mỏ sập vào ngày hôm nay. Theo Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn của chính quyền địa phương cho biết, vụ sập hầm xảy ra vào lúc 7 giờ 56 phút sáng nay. Sự cố có thể bị gây ra bởi một trận động đất mạnh 4,8 độ Richter với độ sâu 8 km dưới lòng đất. Khoảng 109 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Theo Tân Hoa Xã, hơn 30 người vẫn bị mắc kẹt dưới lòng đất khi một mỏ thạch cao tại thị trấn Bao Tai, huyện Ping Yi, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc sập. Lực lượng cứu hộ cho biết 18 trong số 39 công nhân làm việc trong hầm đã được đưa lên khỏi mặt đất. Họ đang cố gắng tiếp cận vị trí của 12 người khác trong khi 9 người còn lại vẫn mất tích. Trước đó, một vụ lở đất xảy ra tại khu công nghiệp Liêu Siêu, thành phố Thâm Quyến, chôn vùi 43 tòa nhà và hàng chục người. Hiện khoảng 4.600 người và 720 máy ủi, máy xúc tham gia tìm kiếm cứu nạn nhân của vụ lở đất. Đến sáng nay, lực lượng cứu hộ phát hiện 12 người sống sót, tuy nhiên 11 người tử vong sau khi tới bệnh viện, 95 người vẫn mất tích. Theo báo cáo ban đầu của nhóm chuyên gia địa chất thuộc Bộ Đất và Tài nguyên, lở đất tại khu công nghiệp Liêu Siêu ở Thâm Quyến là do quản lý chất thải từ khu vực xây dựng không đúng quy cách. Tại bãi chứa rác thải xây dựng, sự tích tụ quá lớn và dốc khiến phần đất mất ổn định và xói lở, làm nhiều nhà cao tầng bị sập, nhóm chuyên gia cho hay. Trung Quốc đối mặt với ngập lụt nặng vì El Nino. Kính thưa quý vị, cơn càn quét của hiện tượng El Nino nghiêm trọng nhất kể từ giai đoạn 1997-1998 sẽ khiến Trung Quốc phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt nặng nề khi mực nước dâng cao đến 89%. Tân Hoa Xã hôm qua dẫn lời Lưu Ninh, Tổng Thư ký Trung tâm Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Cứu trợ hạn hán quốc gia cho biết rất có thể sông Dương Tử hay sông Trường Giang sẽ ngập lụt nặng ở Trung Lưu và Hạn Lưu trong năm nay. Các thác nước ở khu vực dọc sông Dương Tử đang có lượng nước cao hơn mức trung bình và tại nhiều nơi, mùa lũ đã bắt đầu sớm hơn so với những năm trước. Theo ông Lưu, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với điều kiện khí hậu nghiêm trọng hơn trong năm nay do tác động của El Nino, vốn bắt đầu từ tháng 9 năm 2022 và dự kiến kéo dài đến hết tháng 6 năm 2023. El Nino đang ảnh hưởng đến Trung Quốc theo cách tương tự các điều kiện khí hậu từng gây ra lũ lụt năm 1998. El Nino là hiện tượng ấm lên bất thường của nước biển ở vành đai Xích Đạo Thái Bình Dương, thường diễn ra theo chu kỳ 3-4 năm một lần, trong khi vừa gây hạn hán ở khu vực Đông Nam Á, nó còn có thể vừa là nguyên nhân gây lũ lụt tại Nam Mỹ. Các nhà khoa học từ lâu đã nhấn mạnh rằng El Nino thường gây lũ lụt nghiêm trọng ở phía Nam Trung Quốc và năm nay cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Theo South China Morning Post, lượng mưa ở sông Dương Tử vào tháng này được dự báo sẽ tăng 20-60% so với các năm trước. Một số nhánh lớn ở hạ lưu có khả năng có lượng mưa lớn hơn 30-60%. Từ tháng 6 đến tháng 9, toàn bộ sông Dương Tử sẽ có lượng mưa cao hơn 65%. Khoảng 60-90% ở khu vực Trung Lưu. Các tỉnh ở lưu vực sông Dương Tử là nơi sản xuất khoảng 70% sản lượng gạo của Trung Quốc và 1/5 sản lượng bông. Tuy nhiên, lũ lụt nặng nề sẽ buộc Trung Quốc phải nhập khẩu gạo hầu như từ các nhà xuất khẩu lớn của châu Á như Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ. Mưa lớn đã nhấn chìm các tỉnh phía Nam bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây và Phúc Kiến một tuần trước, kéo theo cảnh báo khi mực nước ở nhiều con sông cũng tăng đáng báo động. Cơ quan phòng chống lụt bão quốc gia đã cử 5 lực lượng khẩn cấp thực hiện công tác cứu trợ lũ lụt tại các tỉnh bị ảnh hưởng. Vào thời điểm đó, mực nước ở Cẩm Giang, một nhánh sông Dương Tử ở Giang Tây cao hơn 1,52m so với giới hạn an toàn. Một phần của đoạn đường cao tốc ở Giang Tây nối thành phố Hạ Môn của tỉnh Phúc Kiến và thành phố Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên đã ngưng hoạt động trong hơn một ngày vì lở đất. Tại một cuộc họp về kiểm soát lũ gần đây, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã kêu gọi giới chức địa phương có những biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo an toàn của người dân khi phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt ở các con sông lớn. Chính quyền địa phương được yêu cầu thiết lập biện pháp đối phó với lũ lụt càng sớm càng tốt. Các biện pháp được đưa ra bao gồm sửa chữa cơ sở hạ tầng từng bị phá hủy trong lũ lụt, bổ sung các vật liệu cần thiết để kiểm soát lũ lụt và có kế hoạch quản lý khủng hoảng.
Năm 1998, El Nino gây lũ lụt lớn dọc lưu vực sông Dương Tử và hai đường thủy chính ở phía đông bắc. Các trận lụt bắt đầu từ tháng 7 và kéo dài 2 tháng, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của 250 triệu người dân ở 24 tỉnh. Đây được coi là một trong 3 trận lụt nghiêm trọng nhất trong thế kỷ 21. Giới chức Trung Quốc xác định nguyên nhân dẫn tới vụ lở đất ở Thâm Quyến là do vi phạm các quy tắc an toàn xây dựng chứ không phải là thảm họa tự nhiên. Nhóm điều tra của chính phủ Trung Quốc về vụ lở đất tại Thâm Quyến cho hay thảm họa xảy ra do chất thải xây dựng tại bãi chứa ở khu công nghiệp đổ xuống chứ không phải hoạt động địa chất tự nhiên, theo Reuters đưa tin. Những tổ chức có trách nhiệm sẽ bị trừng phạt theo quy định, tuyên bố được đăng trên trang web của chính phủ vừa qua. Thảm họa do con người gây ra này làm dấy lên những câu hỏi về tiêu chuẩn an toàn công nghiệp tại Trung Quốc và những yếu kém trong việc giám sát dẫn tới tai nạn chết người. Đây là hậu quả của việc tăng trưởng kinh tế quá nóng quốc gia này. Nhà chức trách cần xác định những hóa chất nguy hiểm bị chôn vùi trong đất và tìm giải pháp xử lý. Giới chức chưa phát hiện bằng chứng cho thấy nước hoặc không khí trong khu vực bị ô nhiễm. Yang Xingjun, Cục trưởng Cục Phát triển Nông thôn, Đô thị và Nhà ở tại Thâm Quyến cho hay. Công ty phát triển đầu tư Yang Sanglong Thâm Quyến, công ty quản lý các bãi đổ rác, đã bị buộc dừng hoạt động 4 ngày trước khi thảm họa xảy ra. Theo Tân Hoa Xã, bãi chứa chất thải này đã hoạt động quá hạn, đóng cửa 10 tháng, giúp công ty Yang Sanglong thu về khoảng 1,5 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,26 triệu đô la Mỹ. Đến nay, khoảng 6.000 người và 720 máy xúc máy ủi tham gia cứu hộ tại hiện trường vụ lở đất. Sáng nay, lực lượng cứu hộ phát hiện 22 người sống sót, tuy nhiên một người tử vong sau khi tới bệnh viện, hiện 105 người vẫn mất tích. Trước đó, báo cáo ban đầu của nhóm chuyên gia địa chất thuộc Bộ Đất đai và Tài nguyên cho biết lở đất tại khu công nghiệp Lưu Sự ở Thâm Quyến là do quản lý chất thải từ khu vực xây dựng không đúng quy cách. Tại bãi chứa rác thải xây dựng, sự tích tụ quá lớn và dốc khiến phần đất mất ổn định và xói lở, làm nhiều nhà cao tầng bị sập, nhóm chuyên gia nhận định. Tìm thấy người sống sót sau 67 giờ lở đất ở Trung Quốc. Đội cứu hộ Trung Quốc phát hiện 12 người sống sót vào sáng nay từ hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở thành phố Thâm Quyến, nhưng 11 người đã không qua khỏi. Theo Tân Hoa Xã, khoảng 3 giờ cùng ngày, đội cứu hộ tìm thấy 12 người bị chôn ở hiện trường vụ lở đất kinh hoàng, chôn vùi 22 tòa nhà ở khu công nghiệp Quang Minh, Thâm Quyến sau gần 3 ngày. Người thanh niên được giải cứu là Điền Trạch Bình, 19 tuổi, vốn là một công nhân nhập cư quê gốc ở Trùng Khánh. Anh có tên trong danh sách 96 người mất tích mà nhà chức trách công bố. Người sống sót thứ 12 được cho là bị thương nghiêm trọng và đã tử vong sau đó. Từ khi phát hiện, đội giải cứu đã nỗ lực mới đưa được Điền rời khỏi hiện trường lúc 6 giờ 40 phút sáng nay, khoảng 5 giờ 40 phút giờ Hà Nội. Wu Wenwei, một đội trưởng trong nhóm cứu hộ cho biết anh đã đến gặp Điền. Điền vẫn có thể nói chuyện một chút. Nhân viên y tế đã chuyển dịch và cho anh thở oxy, sau đó đưa đến bệnh viện. Điền nói rằng có thể nhiều người đang mắc kẹt vẫn còn sống. Đội cứu hộ cũng tìm thấy thêm một thi thể, nâng tổng số nạn nhân được xác định thiệt mạng lên 12 người. Hôm qua, nhóm cứu hộ đã tìm thấy thi thể đầu tiên nhưng họ không công bố thông tin cụ thể. Thời gian từ khi vụ việc xảy ra cho đến 16 giờ ngày hôm nay được cho là khoảng giờ vàng để tìm thấy người sống sót. Đến ngày hôm nay, hơn 4.000 người tham gia tìm kiếm nạn nhân của vụ lở đất. Tuy nhiên, những người sống sót sau thảm kịch và gia đình các nạn nhân vẫn bức xúc, chỉ trích rằng nỗ lực cứu hộ vẫn không đủ. Theo báo cáo ban đầu của nhóm chuyên gia địa chất thuộc Bộ Đất và Tài nguyên, lở đất tại khu công nghiệp Lưu Siêu ở Thâm Quyến là do quản lý chất thải từ khu vực xây dựng không đúng quy cách. Tại bãi chứa rác thải, do lượng tích tụ quá lớn và dốc khiến phần đất mất ổn định và xói lở, khiến nhiều nhà cao tầng bị sập, nhóm chuyên gia cho hay. Lũ về trong đêm ở miền núi Nghệ An. Mưa lớn kéo dài khiến lũ ống bất ngờ đổ về gây ngập lụt một số vùng ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Trận lũ ống xuất hiện tại một số khu vực ở thị trấn Mường Xén và xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Theo lãnh đạo địa phương, cơn mưa kéo dài chiều tối cùng ngày đã khiến nước lũ từ khu vực Hồi Giảng, xã Tây Sơn đổ về nhanh. Do cây cối bị mắc kẹt ở khu vực cổng nước ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, nước lũ dâng cao gây ngập lụt một số khu vực. Hình ảnh ghi nhận tại thị trấn Mường Xén cho thấy một số khu vực ngập khoảng 30-40cm. Mưa lũ cuốn theo một lượng đất đá lớn tràn xuống đường với dòng chảy lớn. Trận lũ ống xuất hiện khá bất ngờ, khiến người dân không kịp trở tay, phải di chuyển đến nơi khác. Trong đêm, chính quyền cùng người dân đã thu dọn đất đá, đồ dùng sau trận lũ, vị lãnh đạo địa phương thông tin.
mưa lớn gây ngập lụt sạt lở, Thủ tướng chỉ đạo khẩn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 803 về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an. Công điện nêu rõ, những ngày vừa qua tại một số địa phương khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có mưa lớn cục bộ, gây ngập lụt sạt lở, thiệt hại nhà cửa, tài sản của nhân dân và nhà nước, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân, nhất là tại thành phố Hà Nội và các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Nghệ An, có nơi đã xảy ra thiệt hại về người. Thủ tướng Chính phủ gửi lời hỏi thăm, chia sẻ với những khó khăn mất mát của nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai có xu thế phức tạp, cực đoan, bất thường, mưa lớn, ngập lụt cục bộ, lũ quét, sạt lở đất có thể còn tiếp tục xảy ra tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ kịp thời, hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh chỉ đạo rà soát các khu dân cư, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực bị ngập sâu hoặc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi mưa lũ, nhất là những hộ nghèo, khó khăn, gia đình có người bị nạn, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau lũ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả, tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua ngầm tràn, khu vực nước ngập sâu, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng phó mưa lũ. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó. Các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Giao thông Vận tải theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất, bảo đảm an toàn giao thông và kịp thời khắc phục nhanh sự cố trên các trục giao thông chính. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu của địa phương. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Theo mẹ đi dẫy, bé trai 7 tuổi bị nước lũ cuốn trôi 2 km. Người mẹ chở con từ dẫy về nhà thì gặp mưa to, nước lũ cuốn trôi cả người và xe. Mẹ may mắn thoát nạn, còn con trai bị cuốn trôi 2 km tử vong. Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Cư Ê Bu, thành phố Buôn Ma Thuột, chính quyền địa phương và người dân tìm thấy thi thể cháu trai 7 tuổi bị nước lũ cuốn trôi. Trước đó, chị NTT, 38 tuổi, chú thôn Tân Hưng, xã Ea Khao, thành phố Buôn Ma Thuột, chở con trai HHN từ dãy về nhà. Khi đi qua suối 13 thuộc thôn 8 xã Cư Ê Bu thì gặp mưa to, nước lớn chảy xiết ngập cống thoát nước, cuốn trôi cả người và xe máy. Chị T may mắn thoát nạn, còn cháu N bị cuốn trôi xuống suối. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đến hiện trường phối hợp với Công an xã Khê Bu, chính quyền địa phương và người dân tìm kiếm. Khoảng 150 người đi dọc đoạn suối dài 2 cây số để tìm kiếm cháu bé. Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường rất khó khăn do trời tối, nước sâu chảy xiết, ven suối nhiều cây cỏ gai. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 22 giờ 30 phút đêm qua, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu N cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 2 km. Hiện thi thể cháu N đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Lũ về trong đêm, 201 hộ dân ở Hà Nội phải sơ tán. Nước lũ tràn về từ rừng ngang Hòa Bình gây ngập cho nhiều khu vực thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Địa phương đã tổ chức sơ tán 201 hộ dân tương đương 700 người để đảm bảo an toàn. Sáng nay, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết trong đêm qua, mưa lớn kèm theo nước lũ từ rừng ngang Hòa Bình đổ về khiến mực nước trên sông Bùi dâng cao. Lúc 20 giờ 10 phút tối qua, nước trên sông Bùi lên mức 6 m, vượt báo động 1, sau đó lên trên báo động 2 và 23 giờ cùng ngày. Đến sáng nay, mực nước trên sông vẫn ở mức 7,79 m dưới báo động 3.
Theo báo cáo nhanh, nước lũ dâng cao làm ngập cục bộ 8 thôn của 5 xã thị trấn thuộc huyện Chương Mỹ gồm Mỹ Lương, Hữu Văn, Thủy, Xuân Tiên, Tốt Động và thị trấn Xuân Mai. Trong đêm, đơn vị chức năng địa phương phối hợp để huy động 2 xuồng máy và 30 cán bộ chiến sĩ tổ chức sơ tán, di rời 201 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn. Tổng số 700 người đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, hơn 10.000 con gia cầm và 70 con gia súc của người dân cũng đã được di rời. Tính đến sáng nay, mưa lũ ở huyện Chương Mỹ gây thiệt hại cho 5 hộ dân với 100 con gia súc bị chết, 160 hecta lúa và hoa màu tại các địa phương bị ngập lụt thiệt hại. Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ cho biết hệ thống máy bơm trên địa bàn đang vận hành hết công suất bơm tiêu thoát nước những khu vực còn ngập úng. Địa phương khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động đảm bảo an toàn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay khu vực ven biển đồng bằng Trung du Bắc Bộ, Hòa Bình, Yên Bái và Bắc Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm. Đợt mưa này được dự báo kéo dài đến hết tuần này, sau đó giảm dần. Tại Hà Nội, mưa tiếp diễn với lượng giảm hơn so với một ngày trước, dao động 20-50mm, có nơi trên 70mm. Chỉ một trận mưa 4 tiếng, Lâm Đồng ngập lớn chưa từng có. Đêm qua, mưa khoảng 4 tiếng nhưng đã khiến các tuyến đường kể cả quốc lộ 27, khu tái định cư Đinh Văn ở Lâm Đồng ngập sâu trong nước. Người dân Lâm Đồng bất ngờ bởi nước cứ tràn về như lũ mặc dù mưa đã tạnh từ 2 giờ sáng. Theo khảo sát của phóng viên báo giao thông, khoảng 1 km quốc lộ 27 từ bệnh viện huyện Lâm Hà tới trường cấp 3 Lâm Hà đến 8 giờ vẫn đang bị ngập nặng, các phương tiện đi lại trong nước lụt. Sân trường cấp 3 Lâm Hà lụt lớn khiến học sinh không thể vào trường theo cổng chính từ quốc lộ 27. Các thầy cô phải hướng dẫn học sinh đi cổng sau. Một thầy giáo cho biết, tôi dạy học ở đây hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ trường học này bị ngập lớn như vậy. Đối diện trường cấp 3 Lâm Hà có nhiều nhà dân nước chảy từ hệ thống mương sau nhà tràn qua nhà chảy ra quốc lộ 27. Có nhà ngủ quên không kịp dọn đồ nên nhiều đồ đạc điện tử bị hỏng hóc. Người dân tại đây cho biết gần 30 năm mới có trận ngập lớn như vậy. Ngập lớn nhất là các tuyến đường vào khu tái định cư Đinh Văn. Gần như các tuyến đường trong khu tái định cư này là đường đất, đường đá, cấp phối bị hỏng hết. Trước đây, báo giao thông đã phản ánh về sự nhích nhác của khu tái định cư này. Người dân sinh sống tại dự án tái định cư thị trấn Đinh Văn bức xúc vì hệ thống hạ tầng của khu tái định cư hiện đã xuống cấp trầm trọng. 15 năm trôi qua, khu tái định cư vẫn chưa hoàn thiện. Người dân sinh sống tại đây chịu cảnh nắng bụi mưa lầy. Người dân xin tự bỏ kinh phí làm đường cũng không được. Ông Nguyễn Văn Tê xây nhà tại khu tái định cư này từ năm 2012 cho biết, năm 2007, biết được chính quyền thông báo bán đất khu tái định cư này, tôi đã mua một lô đất cho con. Khi con tôi xây nhà mới biết, đây là khu tái định cư cao cấp, chỉ được phép xây dựng nhà liền kề kiểu biệt thự, không được xây nhà cấp 4. Mãi đến năm 2012, gia đình tôi mới đủ điều kiện xây nhà ở. Hồi đó, năm 2012, những tuyến đường trong dự án đã hình thành, có hệ thống thoát nước, có lề đường, có cả hệ thống điện đường. Tuy nhiên, đường chỉ được rải đá răm và chưa thảm nhựa. Theo quan sát của phóng viên báo giao thông, khu tái định cư này được hình thành có 4 tuyến đường chính và các đường ngang tạo thành những ô bàn cờ. Tuy nhiên, tất cả chỉ là đường đất hoặc được rải đá răm. Hệ thống thoát nước đã có nhưng chưa hoàn thiện, lề đường cũng trong tình trạng chỗ được lát gạch, chỗ không. Các cột đèn đường đã được lắp ráp nhưng không sáng, các ổ điện trong cột điện và dây điện không có hoặc bị kẻ gian trộm cắp. Đêm hôm qua, do hệ thống rãnh thoát nước bị tắc hoàn toàn nên nước tràn lên đường đổ ra quốc lộ 27. Một lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Đinh Văn cho biết, đây là dự án có từ lâu năm, tổ trưởng tổ dân phố và đại diện khu tái định cư đã báo cáo với Ủy ban nhân dân xã về ý kiến của người dân khu tái định cư xin đóng góp tiền để làm đường. Tuy nhiên, đây là dự án đầu tư bằng ngân sách do Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư nên Ủy ban nhân dân xã cũng chỉ ghi nhận ý kiến của người dân rồi báo cáo lên chính quyền huyện Lâm Hà. Được biết, đầu tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện họp bàn tìm ra nguyên nhân vì sao khu tái định cư này đầu tư dở dang, bỏ đó mà vẫn bán đất cho dân ở. Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện đề xuất bố trí kinh phí hoàn thiện dự án khu tái định cư này, nhưng đến nay khu tái định cư này bị tắc hệ thống thoát nước hoàn toàn, nên nước tràn lên đường, ngập nhiều tuyến phố và cả quốc lộ 17.